Thưa quý vị, sau gần 2 tháng tranh tài gây cấn và sôi động, giải bóng đá A-League mở rộng 2019 đã kết thúc trọn vẹn để lại ấn tượng mạnh cho đông đảo bạn yêu bóng đá với những bàn thắng vô cùng đẹp mắt trong suốt mùa giải. Trải qua 128 trận đấu với 32 đội bóng nam, 16 đội bóng nữ và 16 đội bóng nam nữ kết hợp, hơn 500 cầu thủ không chuyên trong và ngoài tập đoàn địa ốc Alibaba đã có những phút giây thăng hoa và cháy hết mình trên sân cỏ. Qua đó, các bạn trẻ thắt chặt tinh thần đoàn kết và đồng đội và tỏa sáng với niềm đam mê bóng đá. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ còn có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau. Mình nhìn chung thì các cầu thủ rất là vui sướng và thấy mọi người thấy rất là đoàn kết và tập thể. A-League là giải đấu thường niên do tập đoàn địa ốc Alibaba phát động. Năm nay giải đấu còn có sự đồng hành của hai nhà tài trợ chính là Pocari Sweat và Happy Clinic, cũng như sự tham gia của rất nhiều đội bóng ở bên ngoài tập đoàn. Thì địa ốc Alibaba muốn đạt được cái tầm nhìn và sứ mạng 5 năm của mình thì cũng cần cái sự đoàn kết của toàn bộ cán bộ công nhân viên. Đặc biệt là trong vòng hơn 2 năm địa ốc Alibaba phát triển, hơn 2.400 nhân sự, thì thực sự là cái đội ngũ này giờ nó lớn nhưng mà sự đoàn kết nó không cao. Thì thông qua các cái chương trình đá banh như thế này thì muốn gắn kết các cái chi nhánh anh em lại với nhau để cùng nhau chung sức đạt được cái mục tiêu chung của tập đoàn. Với cách gọi các giải thưởng rất đặc biệt như Thống nhất đất nước, Giải phóng miền Nam, Tổng tiến công, Huy động toàn dân, Lực lượng chuyên cần, giải A-League mở rộng lần thứ 2 năm 2019 không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh cho các bạn trẻ yêu bóng đá, mà còn trở thành không gian văn hóa lịch sử để các bạn trẻ cùng ôn lại truyền thống dân tộc, hưởng ứng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, hoàn toàn thống nhất đất nước.